Nay mình trở lại cái điểm cũ mình câu nướng cả nhà ơi. Mấy bữa nay đi lòng vòng câu không có cá gì chứ, không cá nó không có ăn. Bây giờ không có cá, câu không dính gì chân á. Thôi thế vậy bữa nay mình trở về đây mình câu nữa coi. Thế đi vòng vòng hoài không có cũng vậy hả? Về bãi nhà câu đi. Thả lại. Ghê không? Cái cha con ục rồi. Chưa thấy gì hết trơn đây. Kìa ha. Lôi đâu mà dữ vậy? Lôi cá chim. Đây. Được em cá chim. Ồ, vải này cá chim ha. Vậy ngon lành không? Con đầu tiên ngon lành. Thả lại. Rồi để xuống ở ghế. Cái gì đó lạng lạng hả mày? Cá gô. Thôi thôi. Cá gô. Thôi thả đi. Nhỏ quá. Thả lại. Đó, miết xuống, miết xuống. Miết xuống. Cái gô nữa. Đây, cá này bự hơn con rồi. Đây, cá này bự hơn con rồi. Thôi cũng vẫn thả luôn. Thôi đổi chỗ đi, chỗ này cá cha con ghĩa quá ghĩa. Đổi lên chỗ kia coi. Thả mồi.
thả mồi chờ đợi. Đó. Đó. À. Rô phi. Lên em. Ha, rồi hết hồn rô phi thiệt chứ. Lại. Lại mới gặp em rô phi đây. Ôi vậy. Càng dậy thì nó càng dính cứng. Nó to đùng luôn, quá đã. Thả lại. Ghĩa ha, ghĩa giật giật à. Chú không thấy gì chứ. Ý là lãng, lãng à. Ghía cả lãng, Rô phi. Lên em rô phi khủng. Dễ hả mày? Đây. Khuy bằng tay luôn. Quá đã. À. À. Nhóm lên đây. Ghĩa kéo kéo. Ghĩa kéo kéo. Này, anh vuột ra đây. Huy chà vá mà anh vuột ra. Rồi, thu cần, cá hết ăn rồi. Nay câu được có 4 cá cả nhà ơi, thắt quá, 3 cá gục huy bự với 1 con cá chim. Nãy 2 cái gô thả rồi. Thôi mình kết thúc video đây luôn cả nhà ơi.